Vừa qua, Daiichi đã công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm, ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 9.440 tỷ đồng, giảm khoảng 7% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 1.770 tỷ đồng, tăng thêm 50%. Trong kỳ, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm hơn 7.513 tỷ đồng, giảm 1% so với bán niên năm 2022. Chi phí hoạt động tài chính 217 tỷ đồng, giảm 35%. Chi phí quản lý doanh nghiệp gần 476 tỷ đồng, tăng 24%. Kết quả bán niên năm 2023, Daiichi báo lãi trước thuế là 1.567 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ. Thống kê lãi trước thuế 6 tháng đầu năm 2023 của các doanh nghiệp bảo hiểm cho thấy trong nửa đầu năm nay, với việc đưa về 1.567 tỷ đồng lãi trước thuế, Daiichi là đơn vị có lợi nhuận cao thứ 3 trong danh sách 12 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2023. Tại ngày 30 tháng 6 năm 2023, danh mục chứng khoán kinh doanh của Daiichi đang có 1.999 tỷ đồng. Doanh nghiệp này có 4.814 tỷ đồng tiền gửi tại các tổ chức tín dụng có kỳ hạn dưới 3 tháng, 2.500 tỷ đồng tiền gửi tại các tổ chức tín dụng có kỳ hạn 3 tháng đến dưới 1 năm, 2.292 tỷ đồng tiền gửi tại các tổ chức tín dụng có kỳ hạn trên 1 năm, khoảng 29.400 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, hơn 8.417 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả Daiichi đạt 42.933 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 3.000 tỷ đồng sau 6 tháng. Đáng chú ý, khi danh mục thuế và các khoản phải nộp nhà nước tại Daiichi còn hơn 201 tỷ đồng, cao hơn đa số các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khác. Tính đến hết tháng 6, vốn chủ sở hữu Daiichi đạt 19.434 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 9.189 tỷ đồng. Đầu tháng 10 mới đây, tại họp báo thường kỳ của Bộ Tài chính, đơn vị này đã hoàn thành thanh tra hai doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ AIA, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Daiichi. Việc này diễn ra sau khi Bộ Tài chính ghi nhận khi xuất hiện tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu chào mời ép khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm liên kết đầu tư khi tới gửi tiền hoặc vay vốn tín dụng. Hiện Bộ Tài chính đang thanh tra Manulife và một số doanh nghiệp khác. Và từ nay tới cuối năm, Bộ sẽ tiếp tục thanh tra 6 doanh nghiệp còn lại theo kế hoạch.